nhân danh cha và con và thanh thần. Kính mời quý ông bà, anh chị em, chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong Chúa Nhật kính lòng thương xót Chúa hôm nay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều cùng ngày thứ nhất trong tuần, các cửa nhà nơi các môn đệ đề ở đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: bình an cho các con nói thế rồi người cho các ông xem tay và cạnh sườn người bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy chúa người lại nói với các ông bình an cho các con như cha đã sai thầy thầy cũng sai các con nói thế rồi người thổi hơi trên họ và nói các con hãy nhận lấy thánh thần các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại. Nhưng ông Tô Ma được gọi là Didimo, là một người trong nhóm 12, không ở với họ. Khi Chúa Giêsu đến, các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã xem thấy Chúa, nhưng ông trả lời họ rằng, nếu tôi không nhìn thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người Thì tôi không tin Tám ngày sau Các môn đệ lại có mặt trong nhà Và có ông Tô Ma ở với các ông Trong khi các cửa vẫn đóng kín Chúa giê -xu đến đứng giữa họ và nói Bình an cho các con Rồi người nói với ông Tô Ma Hãy sỏ ngón tay vào đây và hãy xem tay thầy hãy đưa bàn tay con ra và thọc vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng, nhưng hãy tin. Ông Tô Ma thưa người rằng, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Chúa Giêsu nói với ông, vì con đã xem thấy thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai không thấy mà tin. Trước mặt các môn đệ, Chúa Giêsu còn làm nhiều dấu lạ khác mà không được ghi chép lại trong sách này. Còn các điều này đã được ghi chép lại để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, con Thiên Chúa và bởi tin thì anh em được sống nhờ danh người. Kính thưa quý ông bà anh chị em rất thân mến. Hôm nay Chúa Nhật thứ hai phục sinh, lễ kính lòng thương xót Chúa Tin mừng cuối tuần bắt nhật phục sinh, Thánh sử Do an thuật lại việc Chúa phục sinh hiện ra với các tông đồ để đem bình an, niềm vui và hy vọng cho các ông. Thực sự, ai trong mỗi người chúng ta cũng cần và mong muốn có được sự bình an. Và đặc biệt là trong lúc này, khi đứng trước đại dịch Covid-19 và biết bao nhiêu những khủng hoảng khác trong cuộc sống họ mong chúa đẩy lui rịch bệnh đem lại sự bình an cho con người trên toàn thế giới chúng ta xin bình an nhưng chúng ta chưa hiểu bình an là gì hay nói đúng hơn chúng ta chưa hiểu bình an mà chúa muốn đem lại cho chúng ta là gì con đường của chúa dẫn đến bình an khác với chúng ta suy nghĩ rất nhiều con đường đức giê muốn các tông đồ và tất cả mọi người chúng ta đi là qua thập giá mới đến vinh quang. Bao lần Ngài mặc khải, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Thế nhưng các ông không nhận ra, mà các ông đã trải nệm theo gấm ngồi bên hữu hay bên tả lại còn tranh cãi ai lớn ai bé ở trong nước của ngài nhưng đức giê xu đã không đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của các ông ngài đã bị bắt bị hành hạ bị tra tấn và chết chê trơ xương trên cây gỗ rồi được mai táng thế là hết là vỡ mộng là mộng vàng tan mây ông juda vỡ mộng đầu tiên tự tìm đến cái chết. Còn các ông khác, người thì chối bay bãi, người thì chút áo chạy thoát thân, người khác trốn chui trốn lủi, một cuộc vỡ mộng thảm bại ê chề. Vì thế Đức Giêsu phục sinh hiện đến để chấn chỉnh lại cái nhìn của các ông, giúp các ông khỏi nỗi sợ hãi, mở bung cánh cửa lòng. Ngài biết các ông đang ở trong tâm trạng hoang mang, chúc anh em được bình an chào chúc bình an là ngày trao ban niềm tin rồi ngài thổi hơi trao ban thánh thần để soi sáng để hướng dẫn và làm cho các ông trở nên vững mạnh như vậy bình an của chúa ban khác với bình an của trần gian bình an của chúa là chính chúa để các ông được sai đi vào những nơi sóng gió mất thăng bằng lao đao trơn trượt chính vì thế chúa biết là đi theo chúa sẽ gặp nhiều những khó khăn những đau khổ những hy sinh và mất mát có khi là mất cả tính mạng của mình nữa vì vậy trước khi sai các ông đi làm nhân chứng cho chúa ngài đã ban bình an của ngài cho các ông điều các tông đồ cần ở đây chính là sự bình an của chúa để giúp các ông can đảm đón nhận những đau thương và thử thách có Chúa, có bình an và hạnh phúc thì các ông dễ dàng để vượt qua được những đau khổ, có khi các ông còn muốn đón nhận thêm những đau khổ để được trở nên giống Chúa và được bình an hơn nữa. Ngày hôm nay con người cũng đang mong có được sự bình an, nhưng bình an của con người là đẩy lui dịch bệnh, là không có đau khổ, là không có chiến tranh. Vậy thì hai đường ray sẽ không thể gặp nhau, không thể có được sự bình an mà theo con người suy nghĩ và mong muốn. Vì không có được sự bình an của Chúa nên giống như lời bài hát Chúa giàu lòng thương xót đã nói. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng, âu lo đang đến kêu cầu chúa giàu lòng xót thương hôm nay lễ kính lòng thương xót chúa chúng ta xin chúa thương xót nhân loại lòng thương xót của chúa đến để cứu giúp cả linh hồn lẫn thể xác chúng ta chứ không phải chỉ đến để cứu giúp phần xác của chúng ta không mà thôi chúng ta vẫn thường thấy những người chạy đến với lòng thương xót của chúa chỉ dừng lại ở việc xin sỏ cho phần xác là nhiều. Đa số những người đến với lòng thương xót Chúa chủ yếu là xin cho được khỏi bệnh và nhiều những thứ khác nữa. Nhưng chủ yếu là để phục vụ cho nhu cầu của thân xác. Họ đến với lòng thương xót Chúa thì bệnh gì cũng khỏi. Giờ bị đau khổ quá, những căn bệnh mà bác sĩ đã chê không còn cứu chứa được nữa nên ai mách đâu thì đến đó chúng ta thấy cái kiểu như là còn nước còn tát nên người ta mách đến ông này ông kia thì cũng đến như thế chúa trở thành một thầy lang băm bệnh gì cũng chữa khỏi không chúa đến để giúp con người nhận ra tội lỗi của mình ăn năn sám hối quay trở về với chúa để được hưởng ơn cứu độ chúa ban bình an của chúa để giúp chúng ta can đảm đón nhận những khó khăn thử thách trong cuộc sống ngay cả những lúc đau khổ bình an của chúa không phải là khi nào hết dịch bệnh hết tai ương thì chúng ta mới có được bình an mà ngay cả khi dịch bệnh đang hoành hành cái chết có đang gần kề chúng ta vẫn bình an vì bình an của chúa là chính chúa có chúa là có bình an sau khi phục sinh chúa đã đến gặp các tông đồ và ban bình an cho các ông chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy gặp gỡ ngài để có được sự bình an của ngài gặp gỡ chúa phục sinh là nhận ra chúa đang sống với đang sống cùng và sống trong con người của mình người hiện diện sống động và tương quan thân thiết như một đấng vô hình trên mọi nẻo đường, trong mỗi công việc, mọi hoàn cảnh sống. Chúa mời gọi tôi luôn tỉnh thức nhận ra Ngài đang có đó. Hãy để Ngài hướng dẫn, giải thích, mở lối. Hãy phó thác tin tưởng nơi Ngài. Phúc thay những người không thấy mà tin. Lạy Chúa Giêsu phục sinh con tin chúa luôn hiện diện và sống ở trong con xin ban cho con đức tin nồng nàn và tình mến sắt son vì càng yêu chúa con càng vững tin và luôn biết ký thác đường đời nhờ đó mỗi ngày con sẽ vững bước trên hành trình theo chúa cho dù cả những lúc yếu đuối mệt mỏi những khi gặp thử thách đau thương vì chúa đã yêu con nhập thể vì con chết vì con, sống lại vì con. Chứng tích tình yêu đó, vết thương cạnh nương long, những dấu đinh mời gọi con đón nhận thập giá để bước vào vinh quang. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội. Vàng là của phù vân mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giê-xu tỏ hiện đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi và đem lại vinh quang danh dự tuy không thấy người anh em vẫn yêu mến tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin vì vậy anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả amen